Những người như chúng tôi, những phụ nữ như chúng tôi là được hạnh phúc. Trân châu đấy, trà đấy, gạo lứt đấy. Đi thôi mọi người. Mọi người nhìn thấy không? Đằng kia có một cô mà bây giờ vẫn đang trả xốp các thứ ấy. Cô ơi, hôm nay mùng 8 tháng 3 ấy thì con nấu được một ít trà sữa thì con gửi tặng cô uống cho đỡ khát. Và cô yên tâm, và con làm sạch sẽ lắm. Cô về sớm nha, hôm nay mùng 8 tháng 3 đấy. Rất là muộn rồi. Cô hôm nay mùng 8 tháng 3 ấy thì cháu con nấu được một ít trà sữa. Cô yên tâm là cái này sạch sẽ và cháu tặng cô. Con gái cô lấy chồng hết rồi. Thế à? Vâng. Hôm nay mùng 8 tháng 3 là ngày của các cô đấy. Cô cảm ơn. Vâng ạ. Các cháu nhé. Vâng ạ. Cô ơi, mùng 8 tháng 3 cháu có cốc trà sữa, cháu tặng cô. Cô yên tâm là sạch sẽ. Những cái ngày hôm nay thì các cô ở ngoài đường vất vả quá. Vâng, cô làm mát. Những ngày mùng 8 tháng 3 thì bọn cháu có cốc trà sữa tặng cô. Chúc cô mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Cảm ơn hai cháu. Vâng ạ. Vâng ạ. Cô yên tâm là sạch sẽ thoáng mát. Vâng, cô uống đi nhá. Đâu cô, những ngày mùng 8 tháng 3 cháu có cốc trà sữa cháu pha. Cháu tặng cô. Chúc cô mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Cảm ơn nha. Vâng, cô cứ yên tâm uống, cháu pha để cháu uống mà. Chị ơi, nhân ngày mùng 8 tháng 3 em, vâng, em có cốc trà sữa tự pha. Em chúc, vâng, em chúc chị mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Vâng, vâng ạ. Vâng, chúc chị tối nay vui may mắn đất ạ. Vâng, bây giờ là 21 giờ rồi. Các cô, các chú bây giờ vẫn đang là kiểu làm đường. Thì mình còn một ít, mình sẽ đưa cho cả chú, cả cô luôn. Tí nữa các cô nghỉ tay thì các cô uống. Ở đây cháu không biết là có đủ cho mọi người không, nhưng mà cả cháu tặng cả các chú các cô. Tí nữa các chú nghỉ tay thì các cô cứ uống. Và nó là việc gạo lứt nên là nó cũng dễ uống, nó nhẹ nhàng dễ uống, nó không bị ngọt đâu ạ. Vâng. Đang chụp ảnh đâu. Vâng. Lo. Nha. Ờ. Ngủ chưa? Chưa. Chúc mừng mùng 8 tháng 3 mẹ. Ờ. Đấy, thế thôi. Rồi, cảm ơn cô ạ.